Chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì bữa giờ các anh chị và các bạn nào tài chính lanh hoanh ở 250 cho tới 300 triệu cần tìm mua cho mình một chiếc xe 5 chỗ, đặc biệt là màu trắng, vừa có thể đi kinh doanh, vừa có thể đi gia đình được thì phải lấy ngay em này nha. Thì bên cạnh Toàn đây là Kia Morning các anh chị, số sàn đời 2021 nha. Xe này đăng ký lần đầu là tới tận tháng 12 của năm 2021 và một chủ sử dụng từ đầu tới nay các anh chị ha. Đi mới có 12.000 km thôi. Và Toàn đang bán em này với giá chỉ có 276 triệu thôi ha. Bây giờ mình đi vào chi tiết xe luôn các anh chị ha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng nè các anh chị. Màu trắng nha. Nước sơn thì cũng còn khá là đẹp các anh chị, liền lạc đồng màu từ trước ra sau ha. Mica đèn cũng còn rất là sáng. Em này thì biển 60 Đồng Nai, bên Tuyền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc ha. Phần cản thì thấy có bị trầy xước chấm chấm như thế này là bình thường các anh chị ha. Nếu các anh chị nào muốn đẹp thì tiền sẽ hỗ trợ dặm lại cho các anh chị ha. Những cái mối nó cản còn rất là khít luôn á. Lớp nè, độ gai gió cực kỳ sâu, những cái gai li ti là vẫn còn. Mâm thì không có bị trầy xước gì nhiều hết các anh chị nhé. Đăng kiểm và đường bộ thì anh chủ đóng full cho mình tới 2024 tháng 6 luôn các anh chị, vô tư xài luôn. Có dán phim cho mình nha. Phần bên hông xe thì không có bị trầy xước hay là móp méo gì hết ha. Em này đời cao đi lướt nữa nên thì sẽ không kiểm tra cái phần keo chỉ cửa ha. Còn về phần động cơ máy móc thì bên thì đã bao cho các anh chị rồi, bao test hãng nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Mica đèn còn rất là đẹp nè. Em này thì bản tiêu chuẩn thôi nên nó sẽ không có cam lùi và không có cảm biến lùi ha. Các anh chị nào mình thích thì mình về mình trang bị thêm. Morning thì thuộc phân khúc A các anh chị nên cốp nó cũng tương đối thôi. Những cái phần nhựa bên trong cũng còn khá là mới ha. Lớp dự phòng nè các anh chị còn mới 100% chưa sử dụng nha. Con đội tay quay, đồ nghề thì còn khá là đầy đủ ha. Ở đây thì có một cái đầu CD xin theo xe các anh chị ha, của anh chủ trước nhà mình để lại vì anh chủ đã lên cho mình một cái màn hình Android khá là xịn sò rồi. Em này máy là 1.2 các anh chị. Đấy, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Ở đây tiền thấy là ghế da rồi nè, sàn nguyên bản, có tắp bi sàn ở trên trần thì trần nguyên bản các anh chị ha. Có một cái màn hình Android của anh chủ nhà mình trang bị thêm nha, và lên cho mình một cái camera hành trình. Đấy, thảm tắp lô. Em này đời cao nha, tiền còn hỗ trợ các anh chị nhà mình vay ngân hàng được nữa ha. Xe này thì nếu mà các anh chị chỉ cần chuẩn bị cho tiền tầm khoảng 120 đến 130 triệu thôi thì đã có thể sở hữu được ngay em này rồi. Còn nếu như mà các anh chị cần quan tâm chi tiết hơn về thủ tục ngân hàng như là ở khu vực nào thì hỗ trợ trả góp được nè, lãi suất sao hàng tháng đóng sao thì cứ liên hệ tiền đi, thì sẽ tính toán và tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc này thì phải nhanh tay liên hệ cho tiền qua số điện thoại bên dưới để chốt cọc ngay, vì dự kiến em này sẽ bán rất là nhanh nè các anh chị. Và hiện tại nếu mà giá mềm mềm, tiền còn thêm một chiếc RU số sàn đã 2017 giá khoảng 356 triệu nè. Có Honda Brio 2019 ở giá khoảng 418 triệu các anh chị ha. Rồi còn cả ở Honda i10 Sedan đời 2021 giá khoảng 396 triệu nữa. Nếu mà các anh chị có quan tâm tới những chiếc xe tiền vừa nêu thì nhanh tay liên hệ tiền, thì sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Rồi nếu thấy được video này thì nhanh tay alo cho tiền để chốt cọc ngay nha. Và đừng quên là bấm vào đăng ký kênh của tiền đi nha, để khi có xe mới nhất bên tiền về, tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nè. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.